Ủa em giờ này còn soạn giáo án hả? Dạ mai người ta thanh tra nên là em phải soạn cho xong. Ủa rồi chừng nào xong hả? Gì anh nói gì? Chừng nào cuối tuần á? Cuối tuần á chừng nào em xong? Chưa biết nữa. Chi vậy anh? Không, đi ngủ đi, trễ rồi, đi ngủ đi. Không gì đâu, em cứ làm việc tiếp đi, không sao đâu. Dạ. Đây. Trời ơi, sữa của con gái đây. Này, con cảm ơn cô. Giỏi. Rồi, cảm ơn em. Sao vậy? Hả? Sao hôm nay chị về sớm rồi còn ghé qua đây nữa? Là tất cả Minh Nhiên nữa. Hôm nay chị xin về sớm, tranh thủ ghé đây nhờ em chuyện quan trọng. Được rồi, bây giờ nhờ em cái gì cũng được. Cái gì liên quan tới cocktail nè, bài tarot nè, em sẵn sàng giúp đỡ. Còn cái chuyện mà giữ công đức là không đâu nha. Ờ, sao biết hay vậy? Thì đó. Giúp chị đi, giữ Minh Nhiên giùm chị một đêm thôi. Em thực sự ám ảnh khi mà cái lần lấy lòng của Gia Minh, chị biết không? Chị biết không, em làm đủ mọi cách. Bây giờ cô Khánh Ngọc sẽ kể chuyện cho con nghe. Con thích nghe chuyện này gì nè Gia Minh? Gia Minh trả lời em, con thích nghe chuyện ma. Minh Nhiên nhà chị nó sợ ma lắm, nó không có nghe chuyện ma đâu em. Nó dễ lắm, nó ngoan nữa. Giữ một đêm. Một đêm thôi. Có chị là sung sướng thôi, bao nhiêu cái cực khổ trút lên em hết. Không có đâu mà nha, năng nỉ mà. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà đem Minh Nhiên qua đây gửi cho em? Thì hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới. Nên là chị muốn làm cái bữa tiệc nho nhỏ hai vợ chồng. Chứ để Minh Nhiên. Rồi em hiểu rồi. Là sắp có con trai đúng không? Kiếm thằng con trai chứ gì? Thì để coi sao đêm nay coi sao. Sao con? Sao con gái? Ủa mẹ sắp sinh em bé hả? Ừ. Mày bút mẹ sinh em bé cho con ẵm ha. Chịu không? Dạ. Ở đây chơi với cô Khánh Ngọc ngoan nha. Ngày mai mẹ đón con sớm, cái xong mẹ chở con đi mua đồ chơi, chịu không? Dạ. Giỏi quá à. Ủa chị, mà Minh Nhiên ăn uống dễ không vậy? Dễ. Coi này, sáng em mua nuôi đó, nuôi hay bánh canh gì cũng được cho ăn. Rồi cơ trưa ăn cơm với gà hoặc là ăn cơm với cá chiên gì cũng được hết trơn á. Nha, dễ lắm. Còn canh gì cho nó húp, nó nhẹ nhẹ cho nó dễ nuốt ha. Rồi chiều tối thì cho nó uống sữa này kia trước khi đi ngủ, uống sữa nữa ha. Rồi giữa đêm nó có uống sữa không vậy? Nếu mà nó giật mình vậy á thì cho nó uống sữa, còn nếu mà ngủ luôn á thì khỏi. Nhưng mà làm sao biết nó giật mình hay không giật mình? Thì nhiều khi nó dậy nó đi toilet đó thì cho nó uống sữa lại để nó ngủ. Mà Minh Nhiên có tự đi toilet được không hay em phải giúp đỡ? Được, Minh Nhiên lớn rồi, Minh Nhiên tự đi được. Ha, đó, Minh Nhiên giỏi lắm chứ bộ, đúng không con? Ở đây đi, cô Ngọc mua gà rán cho con ăn nè, đúng không? Dạ. Yeah, đã nha. Rồi còn em? Hả? Em làm chuyện này em được cái gì? Được một chầu ăn. Không, em không ăn. Sao vậy? Cái khác đi. Muốn gì? Em muốn hả? Được rồi, em muốn đi du lịch ở một nơi thiệt là sang trọng. Chỉ hôm buổi sáng thức dậy fan breakfast à, tiêu chuẩn 5 sao. Buổi trưa mình sẽ ăn trưa ở bên hồ bơi. Còn buổi tối thì mình ở sẽ chập chiều ở một cái lao ở cái khách sạn đó. Được không? Được. Với điều kiện gì? Khi nào em có bạn trai đi. Thôi chị kỳ. Nha, giúp chị đem đi mà. Sẽ đền đáp cho em mà. Thương chị đi mà, kỷ niệm. Trời ơi, mấy bà trong hội bà nào cũng ngày qua đây gửi con cho chết luôn á. Rồi em sẽ giúp chị. Cảm ơn em nha. Ở lại chơi với cô Khánh Ngọc ngoan nha con. Dạ. Giỏi mà, đúng không? Mẹ đi nha. Dạ. Chị đi nha. Minh Nhiên. Dạ. Không có mẹ ở đây thì con phải tuyệt đối nghe lời cô Khánh Ngọc. Và cô cháu ta phải hết sức là hợp tác. Yeah.